Mến chào quý anh chị cô chú. Em đang ở trên một cái trục đường khá là đẹp ha quý anh chị. Đường giữa nông thôn nhưng mà nhìn là ghiền luôn, khỏi phải chê luôn. Khu vực này dân cư ở cũng khá là đông rồi. Tuy là mắt thường cây cối nó che hết nhưng mà bay từ phần cam trên cao thì khá là đông nha quý anh chị. Đó. Ở khu này người ta còn có gọi khu gọi là khu Lòng Chảo ha. Địa chỉ ở đây là thuộc xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, cách thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng là hơn 60 cây số là đi hết cao tốc ha quý anh chị. Đó, tầm khoảng là hơn một tiếng đi xe hơi ha. Thì ngày hôm nay em muốn gửi đến quý anh chị cô chú một cái thửa đất vườn có diện tích là gần 1.000 mét vuông. Ưu điểm của mình á, là có 300 mét thổ cư ha quý anh chị. Đó. Vườn mà có 300 mét thổ cư là thấy là khoái rồi ha. Đó, cái thửa đất trước mặt mình rất là thuận tiện để mình có thể xây các nhà vườn, hay có thể phân tách thành mấy cái lô nhỏ để mình bán nền cũng được. Nó khu vực này cứ gì 5 m 5 m là người ta mua hết quý anh chị, những người có tài chính thấp á, đó, họ sẽ mua hết ha. Đây thửa đất của mình ngày hôm nay đây đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi quý anh chị nào quan tâm thì vui lòng xem hết video này nhé. Tôi là Hoàng Duy, tôi thích gì view chia sẽ tất cả bất động sản. Đây là sổ của mình ha anh chị, mình thì sổ hồng riêng nha. Đó, sổ này đã cấp đổi lại sổ mới rồi nên có thể công chứng sang tên chuyển nhượng mà không vướng bất cứ về vấn đề pháp lý nào ha. Thì tờ bản đồ số 56, thửa đất số 59, địa chỉ là thuộc xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích là 980 mét vuông. Hình thức sử dụng riêng và mục đích sử dụng là đất ở là 300 mét vuông thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm ha. Thời hạn sử dụng đất ở là lâu dài, còn đất trồng cây lâu năm là đến năm 2033, tầm khoảng là 9 năm nữa thì quý anh chị mang cái sổ này đi gia hạn thêm cái mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm của mình ha. Còn đây là sơ đồ hình dáng thửa đất của mình ha. Thì đất của mình á thì tiếp giáp với mặt tiền đường nhựa, đất thì xoay về hướng tây nam ha quý anh chị. Rồi đây là thửa đất của mình nằm trên bản đồ quy hoạch ha quý anh chị. Thì ngang á là nếu mà tính vuông góc ra là mình tầm khoảng là 18 mét rưỡi ha. Đó, sâu vào 53 và một cạnh 57, nhưng mà vì cái cạnh xéo này nên thành ra là mình bị tóp hậu ha quý anh chị. Đó, mình tóp hậu. Nhưng mà này là không phải là tóp hậu mà do bị xéo theo đường thôi ha. Thì cái cạnh ngoài là 19 mét ha. Đó. Cạnh 53 và cạnh 57, hậu đằng sau của mình là 18.3. Rồi mở quy hoạch lên. Thì đất của mình á thì hầu như là đường xá đều xong xuôi hết rồi, không có vướng quy hoạch đường nữa. Tất cả đất hầu như đã phủ hồng á, lẹ một chút đất trồng cây lâu năm ở phía sau. Thửa đất này thì đã có 300 thổ cư rồi nên không cần thiết phải lên thổ cư nữa. Nó có thể phân tách thành ra 3 lô, mỗi lô là 6 mét ha anh chị. Đất của mình á thì ranh giới rõ ràng rồi anh chị, đã có cọc móc rồi hết rồi nha. Thì ngang của mình á là nó xéo theo cái đường này nè, nó là nó 19 mét ha anh chị. Đó, 19 mét. Nhưng mà thực tế đo ngang qua thì chỉ có 18 mét rưỡi thôi. Đó, đo vuông góc thì có 18 mét rưỡi thôi. Dài cái cạnh đây là 57 mét nè, cái cạnh bên kia là 53, hậu đằng sau của mình là 18 mét rưỡi luôn nha. Đó, nói chung là lô đất này vuông vén không có bị bóp hậu. Đó, cho cái đường nó xéo theo thôi ha. Đây, từ hàng rào ha, từ hàng rào đổ ngang qua đây, đổ qua bên kia, qua tới cái hàng rào bên kia, qua tới cái cây trụ bên kia ha, là 18 mét rưỡi. Rồi đây là vị trí thửa đất của mình ở trên Google vệ tinh ha quý anh chị. Đó, vị trí thửa đất của mình trên Google vệ tinh ha. Đây, xung quanh của mình nè, nhà cửa dân cư người ta ở rất là đông đúc luôn ha. Đó, nhà cửa dân cư ở khu vực này là đông đúc. Đường ở này thì hiện tại thì vẫn là đường nhưng Google vệ tinh chưa có cập nhật ha quý anh chị. Đây, tất cả các con đường này, đường của mình thì ra trục đường Bầu Chinh Láng Lớn á. Đây, trục đường này, trục đường Bầu Chinh Láng Lớn thông ra quốc lộ 56 đó quý anh chị. Đó, tầm khoảng là 700 mét thôi ha, là mình ra trục đường Bầu Chinh Láng Lớn. Còn đi ngược lại là mình sẽ ra trục đường Kim Long Láng Lớn. Đó, để về thị trấn Kim Long, về chợ Kim Long ha. Mình về chợ Kim Long là tầm khoảng là hơn 2 cây thôi quý anh chị, 2 cây số là về chợ Kim Long rồi. Còn đi ra quốc lộ 56 thì rất là gần. Đó, mình có thể đi những tuyến đường ở trong này, không cần thiết phải đi ra những trục đường liên xã để ra quốc lộ 56 ha. Đó. Này.
cách quốc lộ 56 tầm khoảng là hơn cây số thôi. Từ mình á mà về thị trấn Ngãi Giao nó tầm khoảng là 4 cây ha quý anh chị. Nó chưa đến 4 cây là mình về trung tâm thị trấn Ngãi Giao rồi. Đó, mình mà chạy về thành phố Bà Rịa. Đây là thành phố Bà Rịa đây. Cứ quốc lộ 56 quý anh chị cứ chạy thẳng là đụng thành phố Bà Rịa nha. Thì tầm khoảng là 20 cây ha. Và biển Vũng Tàu thì tầm khoảng là 45 cây. Đó. Từ vị trí thửa đất của mình mà ra quốc lộ 51 nó thuộc khu công nghiệp Mỹ Xuân á, thì tầm khoảng là hơn 20 cây á, tầm khoảng 22 cây là mình ra quốc lộ 51 ha. Đó. Đi về thành phố Biên Hòa thì tầm khoảng là 62-63 cây bằng thẳng quốc lộ 51 là về thành phố Biên Hòa. Còn mình về thành phố Hồ Chí Minh thì mình phải lên cao tốc ha, cao tốc Long Thành Dầu Dây đó. Thì đi hết cao tốc thì tầm khoảng là tới đường Mai Chí Thọ tầm khoảng cũng 62-63 cây thôi ha quý anh chị. Đường xá thì hiện tại đường này khá là rộng rãi quý anh chị, lộ giới tầm khoảng là 7 mét ha. Đẹp lắm, hai xe ô tô né nhau thoải mái. Điện đài internet thì đầy đủ ha. Đó. Khu mình á, khu vực của mình á, chỗ này hơi trống thôi, nhưng mà thật ra đi vào xung quanh á, bay flycam lên cao thì em thấy rất là nhiều dân ở khu vực này nha quý anh chị. Đó, nhà cửa cũng khá là đẹp. Ở đây thì hiện tại vẫn xài nước giếng ha quý anh chị. Đó. Đường này là nó thông đi đủ hướng luôn à. Đó, hướng ra đường Kim Long Lăng Lớn, rồi hướng này là đường Bầu Trinh Lăng Lớn, rồi thông ra quốc lộ 56. Đó, nó thông rất là nhiều hướng nha. Còn về thổ nhưỡng ở đây thì đất của mình là đất đen ha quý anh chị, đất sỏi cơm. Đó. Còn về thế đất thì đất của mình ở phía trước thì nó cũng bằng đường ha. Đó, bằng phẳng so với đường, nó cũng không thấp hơn mấy. Có mấy cái hố hàng kia là về cào lại thôi, cào sơ lại ha, trước người ta đào cái gì cũng không biết nữa. Đó, sau về sau trong thửa đất này theo đánh giá thì cũng khá là đẹp, không có điểm trừ ha. Rồi sơ lược vậy thôi, giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng xem một đoạn flycam từ trên cao ha. Còn đây là những hình ảnh của thửa đất mình từ flycam ở trên cao ha. Nó con đường nó xéo quý anh chị ta, con đường nó xéo so với mảnh đất ha. Nó càng lên cao thì mình thấy khu của mình nè, dân cư người ta ở nói chung cũng khá là đông đúc rồi. Đây là vị trí thửa đất của mình ha. Đó. Do quay buổi sớm nên thành ra thấy khá là mờ ha quý anh chị, vẫn còn sương mù. Ở phía xa xa bên kia là quốc lộ 56 ha. Nhà đất của mình ở phía dưới. Chạy thẳng qua đây là đoạn đường Kim Long Lăng Lớn, rồi khu đấy là thuộc thị trấn Kim Long ha. Rồi từ vị trí thửa đất của mình em sẽ di chuyển ra trục đường Kim Long Lăng Lớn ha quý anh chị. Đó, chứ di chuyển thẳng trục đường này là mình sẽ ra được trục đường Kim Long Lăng Lớn. Đó, ở đây là dân cư, ở đây bắt đầu tập trung rất là đông rồi nha. Đường mình thì có một số khu người ta kinh doanh tạp hóa. Đó, những cái vật dụng thiết yếu ha. Đường này là chỗ này là có điện đường luôn nha quý anh chị. Đường xá rộng rãi, xe cộ di chuyển rất là thoải mái. Để ra được quốc lộ 56 thì mình đi rất là nhiều đường, không nhất thiết là phải ra được đường liên xã ha. Và không làm mất thời gian của quý anh chị cô chú thì em xin báo về giá. Thì chủ đang rao cái thửa đất này với cái giá là 2 tỷ ha quý anh chị. Đó, thì quý anh chị cô chú nào mà quan tâm thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại của em. Và cuối cùng em cũng xin kết thúc video tại đây. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị cô chú ở những video tiếp theo.